xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có đi chợ và mua được 1,5 kg khoai lang mật rất là ngon luôn. Và mình quyết định mình làm cái món khoai lang xấy dẻo cho các bạn cùng xem nè. Và cái cách làm của mình hôm nay đó các bạn, thì mình không có dùng lò hay là máy gì hết. Mình chỉ xấy bằng cái cách tự nhiên thôi. Và khoai này các bạn thấy củ khoai mình mua này rất là to nha. Các bạn chọn mua những củ khoai mà nó to, củ dài và suông nha. Đừng có ngoằn ngoèo quá, mình khó gọt lắm. Đây, các bạn xem nè. Thì cái củ khoai bên trong các bạn bẻ ra, các bạn thấy nó có cái màu hơi cam cam như vậy á. Thì đó chính là khoai nó có rất là nhiều mật. Làm nó nhiều mật, ăn nó mới ngon và ngọt nha. Thì cái chị bán khoai đó các bạn, chị chỉ cho mình cái cách mà để khoai thật là nhiều mật và ăn rất là ngọt. Đó chính là mình đem ra ngoài nắng, mình phơi khoảng 2 ngày để cho khoai nó lên mật nhiều và ăn ngọt nữa. Đó, thì mình mới vừa mua về là mình đem ra mình phơi luôn rồi mình quay cho các bạn coi nè. Hôm nay thì trời cũng rất là nắng nha các bạn. Nắng càng gắt á, thì khoai của mình nó càng nhiều mật nha. Và các bạn mua về các bạn đừng rửa gì hết nha. Mình để nguyên như vậy nè. Mình đem ra mình phơi thôi. Khoai Đà Lạt mới nhổ lên á thì các bạn thấy là nó còn dính đất nè. Đất nó màu đỏ đỏ, nó dính tay mình đỏ chét luôn. Khoai thì mình đã phơi được 2 ngày rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy khoai vô nha. Đây thì các bạn thấy nè, củ khoai nó khô á. Các bạn thấy cái phần đất bên ngoài nó cũng khô rang luôn nè. Khoai này thì mình đem vô rồi mình rửa cho nó thật là sạch đất nha. Để rửa cho nó mau sạch đất á, thì các bạn lấy cái miếng bùi nhùi mình rửa chén á, mình chà như thế này nè, hoặc là dùng cái bàn chải cũng được cho nó mau sạch đất. Rồi khoai thì mình cũng đã rửa sạch xong rồi đấy các bạn. Mình sẽ xả nước vào trong cái thao nước này nhé. Và mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh muối. Gọt khoai xong rồi mình cho vào trong cái thao nước muối nha, để giúp cho khoai nó không có bị mủ đó. Bây giờ mình sẽ gọt cái củ khoai này ra. Mình chọn mua những cái củ mà nó suông suông như vậy nè các bạn. Khi mình gọt mình bào á, nó cũng sẽ dễ hơn là những cái củ mà nó ngoằn ngoèo nha. Và các bạn thấy nè, cái củ khoai cái màu ở bên trong màu cam nè, chứng tỏ là khoai của mình nó rất là nhiều mật nha. Rồi củ khoai thì mình cũng đã gọt cho nó sạch vỏ rồi, mình cho vào trong cái thao nước muối nè. Tương tự thì mình sẽ gọt với những củ khoai còn lại nha. Các bạn ngâm khoai trong thao nước khoảng 5 phút nha. Sau khi mà mình ngâm được 5 phút rồi mình vớt ra nha các bạn. Rồi mình rửa sạch lại. Rửa cho củ khoai nó thật là sạch mủ ở bên ngoài. Rồi sau đó mình sẽ đem đi hấp nha. Mình có bắt lên bếp sẵn một cái chảo nước sôi nè. Các bạn có thể dùng cái chảo hoặc cái nồi ở nhà mình to to đó để mình có thể hấp vừa. Rồi mình sẽ cho khoai lên. Khoai này là các bạn phải hấp mới được nha, chứ mình không có đem luộc nha. Đem luộc thì nó sẽ mất chất dinh dưỡng hết. Với lại củ khoai của mình nó cũng giảm bớt cái vị ngọt nữa. Còn mình hấp như vậy thì mình có thể giữ được cái vị ngọt tự nhiên của khoai nè. Để nắp lại nha các bạn. Mình sẽ hấp khoai trong vòng 20 phút. Trong khi mà mình hấp khoai đó thì mình để lửa vừa thôi nha các bạn, không cần phải lớn quá. Và khoai nãy giờ thì mình hấp cũng được 20 phút rồi. Giờ mình dỡ nắp ra nha. Wow, các bạn nhìn cái củ khoai của mình nè. Cái màu vàng y như là cái củ nghệ luôn vậy đó. Cực kỳ vàng luôn. Các bạn nhìn cái màu khoai rất là đẹp nha. Mùa thì cũng rất là thơm luôn. Giờ khoai còn rất là nóng cho nên là mình sẽ lấy ra ngoài và để cho khoai thật là nguội nha. Bây giờ các bạn thấy khoai nó còn nóng bốc khói luôn nè. Mình đợi cho khoai thật là nguội rồi mình đem ra ngoài nắng mình phơi nha. Đây mình lấy một cái vỉ nha các bạn. Mình lót lên một miếng giấy nến nè. Để mình để lên cho nó khô, nó không có bị dính á. Các bạn không có giấy nến thì mình khỏi cần phải lót cho bằng giấy nến cũng được. Mình để lên cái mâm, cái rổ cũng được nha các bạn. Lúc mà nó còn nóng như vậy nè thì mình rinh, mình để qua luôn nha các bạn. Để chồng chồng lên nó nguội lại, nó bị dính lại, mình lấy ra nó bị xấu. Để cho khoai nó mau khô hơn, các bạn có thể cắt khoai ra làm hai cũng được.
mình cắt theo cái chiều dọc á. Còn đây thì mình thích để nguyên một củ luôn đó các bạn. Khi mình xé ra thì cái mật khoai bên trong nó rất là nhiều và rất là ngon đó. Bạn nào muốn nhanh thì mình cắt ra, còn không thì mình để giống như mình vậy nè. Trời ơi, nhìn cái củ khoai nó ngon dễ sợ luôn đó các bạn. Để mình cắt thử một miếng khoai chỗ này nha. Cái mùi khoai á các bạn nó cực kỳ thơm luôn. Mình ăn thử xem khoai nó có ngọt không nha. Vị khoai ngọt tự nhiên rất là ngọt nha các bạn. Rồi, mình để cho khoai nó nguội nguội xíu rồi mình đem phơi luôn. Rồi, mình đem khoai ra ngoài nắng mình phơi nha các bạn. Cái bữa nay thì nắng rất là gắt luôn. Và với thời tiết mà nắng gắt như vậy á, thì mình sẽ phơi tầm khoảng 4 ngày nhé. Bạn nào mà mình cắt củ khoai ra làm hai thì các bạn phơi tầm khoảng 3 ngày là được rồi nhé. Tại củ khoai mình hơi to cho nên là mình sẽ phơi với thời gian nó sẽ lâu hơn. Hello các bạn, đây là khoai mà mình đã phơi được 3 ngày rồi đây nè. Đó, các bạn thấy nè, cái củ khoai của mình nó đã khô lại rồi. Và ở đây các bạn thấy nó có hơi trắng trắng nè, đây là đường đó các bạn. Đường mình phơi khô mà nó vậy luôn á, chứng tỏ là cái khoai của mình nó rất là ngọt luôn á. Thì, trời ơi, cái củ khoai này nó vàng, cái này các bạn nhìn nè, ngon dễ sợ luôn á. Lúc này thì mình có thể ăn được rồi, nhưng mà để bảo quản được lâu hơn thì các bạn nên phơi thêm một ngày nữa nhé, cho nó thiệt là khô luôn. Trong lúc mà mình phơi á các bạn, thì một ngày các bạn trở giùm mình một lần nha, để cho khoai nó khô đều hết hai mặt đó. Đây, đây là khoai mà mình đã phơi được 4 ngày rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem vô nha. Rồi, khoai thì mình cũng đã đem vô nhà rồi nè các bạn. Khi mình cầm vào đó các bạn, ở bên ngoài thì nó khô khô, ở bên trong mình bóp thì mình thấy nó mềm mềm. Wow, các bạn nhìn nè, khoai khi mình cắt ra ở bên trong mà nhìn rất là ngon nha các bạn. Khoai rất là dẻo luôn á các bạn ơi, màu vàng giống như là cái lòng đỏ trứng gà vậy đó. Trời ơi, nó dẻo mà các bạn coi, mình xé ra nè. Đặc biệt là khi mà mình làm cái món khoai xé dẻo này á, thì mình phải mua khoai mật nha các bạn. Khoai mật thì mình mới làm ra cái món khoai nó sẽ có mật ở bên trong, nó dẻo dẻo như vậy nè. Đó, để mình ăn thử nha. Trời ơi, khoai gì mà nó dẻo dễ sợ luôn á các bạn. Phải nói là cực kỳ dẻo luôn á. Khoai ăn dẻo dẻo, mềm mềm nè. Và vị ngọt tự nhiên của khoai nó không có ngọt gắt lắm nha các bạn. Vị ngọt rất là vừa ăn nhé.